Xin chào anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh Minh Lâm Ô Tô. Hôm nay mình sẽ đem đến anh em một siêu phẩm Twin 250 cực kỳ chất. Và tất nhiên không phải là chiếc xe này rồi. Và đây mới là nhân vật chính của chúng ta. Twin 250 V1. Anh em nhìn xa thì tưởng như là V2, nhưng thực chất anh chủ xe của Twin V1 này đã nâng gù, nâng tay lái lên để đi thoải mái hơn. Hiện tại thì anh chủ xe này hơi trung niên tí xíu, nên cái việc mà lái một chiếc cổ điển ghi đông ngang khá là mỏi vai và mỏi tay ảnh khi chúng ta đi đường dài. Và anh đã quyết định độ lại ghi đông cao kiểu dạng chucker để chúng ta đi đường xa thoải mái hơn nhiều. Đây mình ngồi lên cho anh em coi cái dáng ngồi trước. Đây, không biết anh em nhìn thấy mình sao nhưng mà mình cảm thấy cực kỳ là thoải mái khi ngồi lên luôn. Khi mà ghi đông này đã được nâng cao rồi, nó sẽ không còn dạng chúi xuống nữa. Thì nếu mà mình trẻ thì cái việc mà mình chúi xuống thì nó sẽ không có ảnh hưởng gì mấy, tại vì mình còn sức còn trẻ mà anh em. Nhưng mà về trung niên á, và cái việc nâng ghi đông cao này lên sẽ giúp cho anh em đi đường xa thoải mái hơn rất là nhiều. Anh chia sẻ với mình á, thì nếu mà anh đi ghi đông ngang như thế đó, như cái V1 anh em, thì ảnh rất là mỏi, thậm chí là đi đường trong phố thôi thì cũng là mỏi. Nhưng mà khi mà ảnh thay ghi đông này, anh đã test thử anh xuống Cần Thơ về, ảnh rất là sảng khoái và đi cảm giác lái cũng rất là êm nữa. Bây giờ mình sẽ quay cho anh em chi tiết luôn ha. Thì ở cái phần ghi đông này, anh chủ xe anh có thay hai phần chính. Thứ nhất là phần gù nè, nâng gù lên nè anh em. Cái thứ hai là sẽ thay ghi đông. Về phần gù á, thì anh không có độ chế gì cái phần mà cái chẽn ba này hết nha anh em. Anh chỉ có thay, anh gỡ ra con ốc dưới đây nè. Đó, xong anh gắn vô thôi. Rất là tiện ha, rất là đẹp luôn. Đó, hai cái gù này là CNC luôn anh em. Xong rồi bắt ngang là một cái ghi đông. Ghi đông hãng này cũng hơi lạ, mình chưa thấy lần nào. Thay từ cái ghi đông dạng clip on ở ngoài đây, xong rồi về vô phần trung tâm á, thì mình hỏi anh chủ xe rồi, có gây khó khăn và có khi mà anh qua cua hoặc qua gờ á thì nó có ghi cứng tay lái không? Thì nó không, rất là êm, rất là êm luôn. Là do cái phần mà full upside down này anh em, nó hoạt động rất là tốt luôn. Nên mà anh em đi đường qua các gờ hoặc là lên vỉa hè hoặc là anh em qua cua thì nó xử lý rất là tốt. Nếu mà anh em chúng ta nâng gù và ghi đông này thì nó sẽ có một điểm bất lợi cho anh em. Thì điểm này nó sẽ tốn chi phí cho anh em thêm nữa, đó chính là cái phần mà dây điện này. Khi mà anh em thấy V1 chúng ta đi dây điện rất là căng rồi, phần ghi đông ngang đó, nên anh em chuyển dây điện cao lên á. Xin lỗi anh em, nếu mà anh em chuyển cái phần ghi đông cao lên á, đồng thời anh em phải thay dây cho nó dài ra thì mới đáp ứng được cái phần mà bẻ lái của anh em nó sẽ thoải mái đó. Còn không ấy là anh em sẽ rất là bó nha, mình sợ không đủ cái độ dài để anh em gắn vô hai cái cầm này. Và anh trai này anh có lên thêm một cái số bộ phận để trang trí và bảo vệ xe. Thứ nhất là cái phần mà chống đổ này nè, chống đổ này anh làm bằng sắt ha, rất là chắc chắn luôn em. Rất là chắc chắn mà nó nhìn cũng đẹp nữa, nó nhìn nó hợp với xe luôn. Đơm chọn cái động cơ nè, ở đây nó sẽ có hai cục gù ra để ví dụ mà anh em ngã xe thì nó sẽ không bị cái đè chân của anh em, hoặc là chúng ta bị bể lốc ở trong đây. Ở trong đây thì anh em sẽ có một vị trí ốc ở đây, gắn ốc đây và có một thanh ngang nói trực tiếp vào cái khung luôn anh em. Nhìn rất là gọn luôn, không có độ chế hay là khoét hàng gì hết anh em à, rất là gọn ha. Và sau thì anh có gắn thêm một cái ba ga này. Cái ba ga zin á thì nó sẽ không có cái phần mày tay dắt này đâu. Nếu mà anh em chúng ta muốn dắt xe thì anh em phải cúi xuống như nè đó, anh em để dắt thì nó hơi mỏi lưng. Ảnh thì ảnh sẽ chế cái kiểu ba ga này. Cái ba ga này mình thấy là khá là giống cái phần mà XXR á, nhìn nó cũng đẹp và nó hợp với là mấy cái xe cổ điển luôn anh em. Cái này thì nó làm bằng sắt, cũng bằng sắt luôn, cực kỳ cứng luôn nha. Và dưới đây có hai cái móc nè, ví dụ anh em có để vali hay ba lô á, anh em để đây nè, xong anh em chỉ gàn là thôi, nó rất là tiện luôn cho anh em. Và nếu anh em nào chúng ta thấy đẹp thì anh em có thể liên hệ với số phụ tùng mình có để ở phía dưới, thì anh em có thể liên hệ để tư vấn về giá và cách ship như thế nào, thì bên phụ tùng có ship liên xuyên tỉnh cho anh em luôn. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi clip này ha. Mình đừng quên nhấn cho mình xin một like và một đăng ký kênh. Mình sẽ cập nhật nhiều chương trình khuyến mãi, nhiều dòng xe mới dành cho anh em nha. Xin chào và hẹn gặp lại.